tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ, vừa xem vừa cười té ngựa. Đang ăn dạ mà hết sức thiệt. Cầm tạm cái bánh ăn rồi khóc tiếp chứ sao. Ăn dạ cũng tốn calo lắm chứ bộ. Thông minh lắm. Nhập làng với các bạn và cái kết. Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. Hello, tao ở đây từ chiều, giải cứu tao đi sang. Trời đất ơi, muốn trốn đi chơi mà kẹt cái đầu đây mà. Vừa lắm nghe Hoàng Thượng. Người thành công luôn có lối đi riêng kiểu. Trời ghê chưa. Mời đẹp. Trời ơi, anh trai giáp xe đi luôn hả? Tiện tập lên cơ hen. Trời ơi, giáp thổi trước vậy hả? Để chị nói cho bạn nghe nè. Ủa, mà khoan, bánh của ai vậy? Tận 55 tuổi, té ra không có phải bánh của nhóc con. Vậy mà mày đặt dành thổi như đúng rồi á. Chết. Mời công chúa đi ngủ. Trời ơi là trời. Cho cái nấm vú mà cũng nghi thức quỳ như là cầu hôn vậy anh ba. Màu mè dữ hề. Anh giật cái mình à. Hết hồn nha má mời. Giỏi á. Cũng là mang lá cây đi dọn mà nó kiểu. Cái gì vậy? U là trời. Một lá mà đẩy cái xe rùa to tướng hả? Cái ca này là khó. Khó nghe. Nguyên cái túi mà cho đúng có một miếng vậy. Giỏi á. Mà ăn mà cũng kém nữa. Con miếng không có bỏ. Hay cả túi mới chịu á. Thằng chú ủi khỉ cắn rồi kìa, tới công chuyện liền. Có đam mê chạy bộ mà bị phanh lại thì kệ cái đường anh chạy hết mình chứ. Có ghi muốn chọc mèo ra chơi và cái cửa quá tớ cũng tóm được ta mèo xa chà kệ nó. Ôi trời, tưởng sao, vẫn là phải nhường cô em thôi à. Ê, rồi, ngất ngưỡng em, ngã lăn rồi. Anh em ơi, nhào vô đi, lại tiệc rồi. Ôi trời ơi. Mời nè. Chuẩn là chim sa chỉnh gạo rồi. Phải. Vừa thấy hai chị gái xinh tươi vô cửa hàng thì ê dạ, chào đón nhiệt tình dễ sợ không. Thấy chị gái xinh là phải nhanh chân niềm nở liền hiên. Ôi thôi, mới lát lại cái sân. Trời ơi, nhóc con bò lôm côm như vậy thì hỏng bếp rồi. Còn cái niềm còn đúng cái nịt thôi. Hay chà. Ôi trời ơi. Đồ ngu. Đồ ăn hả. Phê. Nở đây. Mà qua ba ta. Chà bê 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 bê. Mấy chú nhìn anh nè. Nhảy đi. Tăng tăng tăng. Trời ơi, đã dứt ga còn phải cà tân cái bao nữa. Ai nhắm lầm lại thanh niên nữa trời. Anh trai tính là đem vẽ đi giặt thì
Ê dạ, chuẩn câu sét đánh ngang tay, những hồn không? Tưởng đâu quy tụ với tổ tiên rồi chứ. Đang đứng chơi mà mắt ngủ ngang, hiểu? Gà em gật mãi thôi. Thú vui tao nhã của cờ hó là đây. Trời ơi, cho bóng lăn rồi bắt lại, quá chịu rồi. Ảo thật đấy. Lên, hú hú. Dân quỷ chính hiệu có khác ha. Skill đạt tới cảnh giới là nhắm mắt chiêu theo nhạc rồi. Chớp nghe. Không có đại ca hậu thuẫn từ sao mà cờ hó nó dám lên mặt nhìn vậy chắc. Công nhận nghe, quy lực của thanh niên lực lượng nó khác biệt liền. Nguyên đàn gần chục con mà trao cái ánh mắt khét lẹt đã sợ rúng ráo như vậy rồi. Ác chiến á, không có đùa được đâu nghe. Ta hay nói là ăn gì bộ nấy, nên có mẹ lợn nái có một nước đi rớt chi là táo bạo luôn nha. Trời ơi, trời đất ơi, lợn con á thì bú sữa lợn mẹ, mà lợn mẹ thì đang bú sữa bò sữa luôn. Coi bộ cái dây chuyền bộ máy này có vẻ là khá trơn tru và năng suất á ha. Sang đang hỏi tội con cậu nè, ai xé rách cái búp bê này hả? Con bóp ngước nhìn tội lỗi, mồm thì lý nhí. Không có phải em à nha, em chỉ đớp nhãn miếng thôi à. Sau 5 giây sử dụng ánh mắt không có thành công á thì trong 36 kế, chuối là thượng sách, vậy thôi. Ông anh đang chơi với tề thiên con. Ăn không nè? Ý, không có cho đâu. Khỉ con cảm thấy rất là sốc khi lần đầu ăn có lừa ngoãn mốt. Nó nắm lấy ông anh đòi cái miếng thứ hai thì lần này đã thành công nha. Đến cái miếng thứ ba á thì sao anh dám đối xử như vậy? Đừng có gặp em gọi sư phụ đến xử nha. Để bố trong con và cái kết. Wow, hương ngon lắm nè bà ơi, ngọt ngay à. Cái bộ cái thằng nhỏ này ăn quá ư là ngon luôn nghe. Ông ba thì chiều con dữ dàng luôn nè. Vừa thì chưa có chuyện thế mà ông mang luôn ra não để cho cái thằng nhỏ thưởng thức luôn nè. Khi bạn nuôi một quể mèo đánh đá và cái cướp. Rồi, né tranh luôn cái chỗ của bả luôn kìa trời. Tất cả phải gác lại hết đi để chỗ chị nằm ngủ nha. Sen ra giải dây cho bà gà, môn leo kiểu. Hả, dây vậy?
đang nằm mà lôi lấy gì không biết nữa. Ầm tôi ấp trứng dũng luôn, còn đội gì nữa cha. Mày sao? Mày thích gì? Con năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ấy giờ, đố vật luôn. Chủ với vật còn học đòi theo tivi, làm mấy cái trò thách đấu luôn kìa. Thôi là biết ai thắng rồi ha. Bà chị đây không bắt gọn cái đầu nó, nhưng dây thì chỉ có lên nồi chợ đó mà nhẫn nhơ chút đầu vô người ta. Tới lúc thăng thiên lại bảo là tại số nha. Chiếc chó trắng đang nhe răng trợn mắt bảo vệ miếng ngon trước mắt. Nè, cứ thử đụng vô đồ ăn của ta đi rồi biết. Hả thì ủa, vậy là dám động thiệt luôn hả? Ê, quá ra thì con chó kia chỉ là ra ngoài có một xíu thôi à. Quả này là bị bắt cóp rồi nha. Hai con chó trắng đen đang luyện tập khiêu vũ cho buổi dạ hội ngày mai. Rồi rồi, sang trái hai bước coi. Sang trái thêm bước nữa nè. Xoay, đang tập nghiêm túc thì con chó đen thấy có mùi nên ngửi thử á thì. Trời ơi. Tự tập mình đi. Trời ơi, su thiệt chứ. Là mẹ rồi nhưng mà vẫn không có bỏ được cái tật không hớ hiểu. Trời ơi, nhìn tội cái thằng nhỏ thiệt chứ. Nó đã dí cái bình sữa vô mắt nó kìa. Ủa, con gì vậy? Đi ra đi mày, không có giỡn đâu nha. Bà má nhây quá đi trời luôn á. Bà má nhây quá trời nhây luôn á. Làm cái tài trông như là cái con gì đang muốn cấn nhỏ vậy nè. Làm nhỏ đang vui cái tự dưng rén ngang à. Ai thiệt sự hài luôn chứ. Các bạn có công nhận là cậu bé siêu đơn thuần này đáng yêu không nào? Cùng comment bên dưới cho tôi biết có cùng quan điểm với tôi không nha. Ê, quay cho đẹp vô nha. Trời, coi chị gái đu trên mà pheo lòi luôn á. Đó. Trời thì mắt cứ tớn lên trán. Dấp phát ngã xuống hồ luôn rồi. Nè, này do bản thân chị cho ai làm nữa. Này thì đòi nắm tay anh đi nè. Ôi, giờ thì ướt sũng ha. Bát hết cả người đâu có gì. Chưa đó đúng không? Không có dám đu đưa gì nữa nghe. Nhớ tới khi xuống hồ đi hen. Anh trai bê cổ thì đàn đói luôn á, khó một miếng vậy chắc không có ai nhìn thấy đâu ha. Mất có một miếng à, trong thì vẫn đầy ấp ú ụ luôn. Rồi mình lại bê vô phục vụ quan khách như thường. Quá chi là chuyên nghiệp luôn nha. Chị gái dắt chó đi giúp rác cung và cái kết. Bả dứt ra một cái là quỷ chó lại càm lại luôn mới hay chứ. Không có biết là trong túi chó cái gì mà em nói mê dữ thân vậy nè. Khổ thân bả chạy rượt theo để cướp lại mà không có kịp luôn. Quỷ chó này đúng là cà chớn thiệt luôn á. Các bạn có thấy vậy không nào? Chiếc mèo mướp đang bị con sen trêu chọc. Nè, bỏ cái tay ra nha mày. Nhưng mà con sen vẫn không có hề bỏ cuộc nha. Nè, cấm chỉ tay một ngón vô người lớn nghe chưa. Hoàng thượng hả, chắc là bất lực lắm khi mà gió được con sen nhây như này nè. Nghỉ ngơi có một xíu mà cũng không có yên nữa. Nè, để tôi giúp cho tay nha. Cái này là đúng chuyên ngành phá phách của tôi luôn đó nghe. Con rồi hả, tính phụ giúp vũ một xíu á thi. Trời, nó đụng vô cái thanh đỡ là cả mua xe đổ xong vô cái đầu ông chủ luôn rồi. Trời ơi, đúng là hảo bót mà. Quan thượng đang tập mặc quần áo và đi lại cho những người. Trời ơi. Ta trụ cột trong nhà nên ta phải trông ra dáng trụ cột chứ. Nhưng mà sao con người lại đi cái dép khó chịu dữ ta. Sau một hồi vật vả thì con bồn lèo nó cũng từ bỏ. Thôi dẹp dẹp luôn đi, không có mặt gì vẫn là thích nhất á. Hai ông anh khệ nệ hàng từ trên xe xuống và cuối cùng cũng đặt được xuống đất thì bỗng dưng
U là trời, con cẩu vàng ngứa mắt quá, lôi sên sên cái thùng hàng vào trong nhà dùng nhẹ tấn luôn. Hai ổng đứng nhìn choáng váng. Ủa, alo, ai cho nó ăn gì mà nó khỏe vậy trời? Chiếc chó to thấy chó con kia đáng yêu quá liền vuốt nhẹ cái đầu à thì. Động chạm vô người tôi vậy? U là trời, cái con chó nhỏ kia hung dữ quá trời, làm con bóp to hoảng hốt đi bằng hai chân luôn. Thôi, sợ đến giờ luôn á. Huynh đệ à, trong này ấm lắm nè, vô đi ha. Ô sơ kê bạn, vô trước đi, tôi theo sau nha. Trời đất ơi, hai cái con heo ngu ngốc kia cứ tưởng cái bếp lò kia là tiệm spa hay gì mà lao vô như thiêu thân vậy trời. Hai tối nay là có cái món heo quay không có lối thoát rồi. Con chó áo đỏ đang hung hăng lao lên đòi tỉ thí với chó đen á thì. Trời ơi. Nhẹ cái mông thôi mà con chó đen nó ngồi bệt cả xuống ăn giả luôn rồi kìa. Hai con chó trắng đứng trên bậc thềm kìa. Ủa trời, bọn này ngộ ghê á, rảnh quá không có gì làm cái gì vậy trời. Còn đây, nào, thí sinh tiếp theo lên đi. Thanh niên hoi ác xanh đang chuẩn bị lấy đà đu dây á thì. Trời ơi. Rồi xong, ông thầy hất luôn cái dây làm thằng bé cắm mặt xuống buồn luôn. Cả lớp thì cười như được mùa. Cái thằng bé cay lắm mà không có làm gì được. Thầy đợi đó, quân tử 10 năm trả thù chưa có muộn đâu. Đu ba ca chi. Quay ra đây coi, tao đang là anh. Ờ trời, tao là chủ hay mày đây trời? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Úi xùi ui, chị gái nuôi ông tay áo rồi. Có cái đèn sủi mà hoàng thượng nó quay hết về phía mình, nó hưởng thụ thôi. Hỡi cần biết đâu là chủ luôn. Tôi bằng nửa mắt kìa. Vậy thì nhanh cho lên nồi mới bớt cái thói tôi mà là nhất thôi à. Chứ để yên hả, chắc có ngày nó đè đầu cưỡi cổ là chắc luôn á. Mở đâu la, ngó thấy anh đẹp trai đi bên đường vuốt cái cầm. Ba chị áo trắng liền. Trời ơi. Sao đường trơn quá vậy nè? Bà ngã sải lai xuống ruộng. Mà vùng đất trơn quá nên ngồi mãi mà không có lên được. Ú chà, quê độ quá nha cô nương ơi. Rồi tiếp theo. Hay da, hãy xem ta thể hiện công phu đây. Con nhóc dậm cái chân xuống dụng nước mưa bẩn làm nó bắn lên tung tóe. Ú chà, coi cái mặt thằng nhỏ kiểu dương dương tự đắc ghê chứ kìa. À, không chừng là đang nghĩ mình đi cứu được cả thế giới luôn á chứ. Ủa, sao một quýt mãi cửa không có đổ ta? Với cái thân hình còm nhom, lợn đòi đập đổ cổng sắt, chả khác nào là trứng chọi đá. À, mà kể cũng lạ ha, chạy từ chuồng ra đây thì vẫn có cái sức quỳnh quịch từ nãy tới giờ. Cho ăn khỏe quá trời. Ớ phải nghe, không thôi hả, lớn lên thay mí tại là có khi sập thiệt chứ chả có đùa ha. Chị gái đi ăn với bà bạn thân, trong cái lúc không có để ý thì bà co cái chân lên. Anh ăn cắp xiên xúc xích da cái kết là. Xin vĩnh biệt. Tính làm cái gì vậy hả con kia? Anh tham vậy thì tính khi nào giảm cân đi trời. Cho cái mặt bị bắt tại trận coi có hèn không chưa. Ngon quá má ơi. Quan sát kỹ kẻ nhầm mà. Ai còn dùng em cái quả thanh long không có tâm gì hết trơn vậy trời. Dạ mọi người một khen rồi bé ơi. Hai anh trai đang đi thằng cuốn lên siêu thị thì bất cái ngờ. Trời ơi. Rồi xong, bay luôn cái tóc mái luôn nè. Trời đất ơi, tóc giả bây giờ là xu hướng giới trẻ hay gì vậy trời? Hai bạn bắt sống được nhau rồi cùng khe cái cảnh ngộn chứ. Ông lão đứng sao ngỡ ngàng trước cái chánh quái này luôn.
Con sen đang ăn cái đùi gà ngon lành trước mặt ngáo thì bỗng nảy ra cái ý tưởng là giả kết để xem xử trí của bé nhà mình như nào. Giả cái kết. Ủa sen, để mình ném thử xem thịt gà có độc không có được. Con sen tỉnh dậy, khuôn mặt đầy oán giận, đúng là nuôi cấu tôm à. Anh sai này tính sờ đùi bạn gái trên xe thì bất cái ngờ. Anh này, làm cái gì vậy? Người ta đang nhìn kìa. Trời đất ơi, con nào mà vô duyên lại nhìn chăm chăm vô cửa xe người ta vậy trời. Đã vậy là còn chảy hết cả nước giải ra nữa chứ. Chị gái thỏ nâu đứng nhảy múa trong vườn rau của mình à thì. Rồi, xong, xong luôn rồi. Té sắp mặt luôn nha chị ơi. Tự hào về thành quả rồi. Mình tươi tốt rồi báo hứng. Hứng thân đông xíu mà nhớ nghẹp. Ủa, mấy bộ đồ đẹp vậy mà sắp sang cái màu cháo lòng luôn rồi. Chị gái áo xanh vào chăm gà ăn á thì. Cái con gà trống hung ác này lao tới mổ chân chị đẹp một cái chứ. Làm gì mà căng dữ vậy trời. Người ta đã tới cho ăn là quý lắm rồi còn gây sự nữa chứ. Bộ muốn vô nồi sớm hay gì vậy? Nhìn đi, mấy giờ rồi? Sớm mà, có 4 giờ kém chứ nhiều. Trời, vẫn có thể là nghỉ được như vậy luôn hả? Thức từ nồi, thức từ đêm tới sáng. Không có để cho ông bô bà bô ngủ mà coi em bé nhẫn nhơ không? Đêm nào cũng như vậy chắc ngất luôn á. Tự thân mà nuôi mình đi nhóc ơi. Ai mà chịu cho nổi được. Cậy nhỏ nhất nhà mà quậy tưng bừng à. Bỏ toàn tập thì chứ. Còn đây là khi việc đứng bán hàng đã khá là chán nản nên mấy bà thím ngoài chợ rủ nhau đu trend top top và cái kết. Wow, một bà đứng trước giơ cái cây gậy tự sướng. Mấy bà đi theo sau thì trên tay cũng cầm sản phẩm để quảng cáo khách hàng. Thời đại mới nên buôn bán cũng phải thay đổi một xíu chứ ha. Khi đi khách sạn bà nhớ được căn phòng có một cái đèn ngủ em quá trời quá đất kìa. Sao bị mút cột đấy nè. Bà chị ôm cột xoay một vòng ra rồi. Quay ra sạn luôn chứ sao. Cái đồ trang trí chỉ có tác dụng chiêm ngưỡng mà thôi. Làm như bản thân nhẹ cân lắm hay sao mà đu lên vậy trời. Vậy là tiền phòng hôm nay bỗng đắt lên một xíu nha chị ơi. Xung quanh đang túng tụm lại một ông chú để xem ông trình diễn công phu đập gạch kiểu. Trời ơi. Một, hai, ba. Rồi, có tính đập không vậy? Nói ra là ông chỉ định nhảy múa chơi chơi mà làm màu hơi lố rồi à. Làm quá nó ô về đó nha. Chiếc chân ngắn đang bắt nạt cơ hó long xù. Nó được thể xông lên hách dịch á thi. Ú là trời, đứng thấy người ta không có nói gì mà tưởng thiệt nha. Họ lòng phù nhảy lên đánh làm cái con áo trắng kia nó sợ quá ngã ngửa ra làm sao luôn. Đáng đời nha. Môn lèo đang đến hóng hớt xem có chuyện gì mà đông thế ớ thì. Ú trời, giật cả nãy hả? Con mèo kia trốn trong cái túi ni lông buồn cho con xám kia sợ tí người luôn. Cho chữa cái tội bà Tám đi nè he. Một chiếc chó trắng ngồi ở nhà trông trộm bên cạnh cái cây xương rồng kìa. Trời ơi. Ô hú, cây xương rồng đồ chơi kia nó cũng đáp lại nó một cách chân thành luôn á. Đã tìm ra người tiếp chuyện rồi ha. Đứa tiếp nè. Rồi đó, hai cái con dở thân đắc chuyện với nhau cả ngày không có chán hết chứ. Ê Sen ơi, em thể là tự dưng trộm cái nhà rồi nó cướp hết thanh long á. Nó thậm chí còn nếm hết cho người em nè.
alo, chiếc mèo láo lương này đang dập tâm diễn cái vai như người bị hại. Ê, tôi là tôi thấy cái lưỡi cô cũng hồng theo rồi đó nha. Vậy thì trộm kiểu gì đây ta? Tánh ơi, đàn gãy tây trâu nên anh trai này mạnh mẽ tiến tới, thể hiện cái tài gãy guitar mà chê quý hơn. Chẳng tưởng đâu con mẹ không có nghe thấy gì. Đâu ngờ nó cũng lắc đầu rồi quay bỏ đi luôn. Trời, tức quá đi. Nói mãi mà vẫn ngay hả vào kè. Ngốc trần phát bây giờ á. Anh trai áo trắng tính chơi lớn cưỡi đà điểu, nhưng chưa kịp hưởng thụ thì cái tấm thân này chưa có bóc tem đâu á nha. Sáng này là phải xong rồi nha. Đầu quỷ tránh xong đâu ra, kêu kêu kêu. Phát này tha hồ mà chạy rụng háng ha. Cô mong anh tốt bụng và gọng hết cờ nách chạy yếu, kéo đôi chân ruột ngà của một em cường khỏi chủ hiểm. Cơ mà chưa kịp tự hào thì làm được việc tốt gì. Con cường buồn si vẫn quyết định sinh một lần nữa. Ta thất tình tự tử đưa rảnh mương, ai nhờ cứu hộ đâu, đồ dở à. Chim áo hồng đang tung tăng bước đi á thì quẹo qua quẹo lại hất luôn mà thím ngã chỏng gió luôn. Đi nữa thì nước luôn cái sân của ta rồi. Em khô hơi khác một xí, bà chủ đừng có giận em nha. Đừng có cho em đi chơi với riền nẻ mắm tôm nha. Em sợ, em sợ, em sợ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.